Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay mùng 4 tháng 5, các thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Nếu năm 2021, việc đăng ký có thể theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, thì năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu tất cả thí sinh phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thising.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn. Mỗi thí sinh sẽ được cấp mã số tài khoản để đăng ký dự thi. Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định để được cấp mã số tài khoản. Một điểm mới khác của năm nay là thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào đại học sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để tạo thuận lợi cho thí sinh, từ ngày 26 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở cổng đăng ký cho thí sinh đăng ký thử nhằm giúp các em tập dượt, nắm bắt được quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức.